Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Em vẫn là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy. Hôm nay trân trọng giới thiệu tất cả các bác cùng anh em cái mẫu hai cái máy Lifan nhé. Cái hãng bên em giờ đang cung cấp đấy, bên em thì cung cấp rất chi nhiều loại để cho anh em tham khảo. Thì anh em xem kênh, anh em cho nút like, nhớ đăng ký kênh nhé. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em mấy cái hộp số 2 tầng với hộp số tính lùi 1 tầng, lắp cho tất cả dòng Uy Zim Cúc Uy được hết anh em nhé. Đây thì về phần một số anh em mua hàng liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0364011683 nhé. Đây con này thì nó lắp cho tất cả dòng của cốt 17 thì hay cốt 20 thì là lắp xe 175 anh em nhé. Con nào thì nó phân biệt là cốt này, cốt 20 nhá thì nó sẽ đút vừa đây. Đấy, đút vừa anh em nhá. Để đó cho anh em phân biệt. Còn mà bình thường xe của anh em thì là đút cốt thì nó chỉ cốt 17 đây. Đấy, anh em đo này, cốt 17 này. Đó vào 1/7 anh em nhá. À con này là 2, còn bình thường của anh em là 1/7 thôi. Đấy. Xe máy bình thường thì là cốt của nó đây, cốt 20, cốt 17 anh em nhé. Đấy, anh em mua cả đồ ba bánh hay là ấy về anh em phải đo kỹ, muốn thay thế anh em phải đo kỹ này nha anh em nhé. Số tiến lùi 2 tầng, số tiến lùi 1 tầng nhé. Cốt 20. Đấy, thì giới thiệu anh em con Lifan lòng nước này. Thì hiện tại shop bên em giờ đang bán 6 triệu rưỡi anh em nhé. 6 triệu rưỡi một con. Đầu lồng nhỏ, tay biên lớn, nằm mát bằng nước. Đấy, về anh em lắp ba bánh hoặc đủ xe quay xe gym được hết anh em nhé. Anh em lắp được hết nhé. Đấy thì còn cốt 20 nó sẽ gắn được vào cái lốc bên đây. Đấy, về anh em úp một cái là xong rồi. Cái này anh em quay đúng chiều răng cái anh em úp cái là được rồi, cốt 20. Thôi được rồi, bỏ. Đấy thì mua bên em báo giá rồi bán cho anh em hộp số tặng theo một khớp lối anh em nhé. Đấy của nó sẽ bình thường các anh em mua chỉ có hộp số thôi. Bên mình sẽ tặng theo khớp lối này luôn. Đấy, còn đây là con Lifan ngôn tự động nhé. 150. Đấy hơi nó hơi 150. Thì anh em con này cốt 17 này. Đấy. Thì bình thường này nó không vào được. Đấy, thế là cốt 17 anh em nhé. Đấy. Hộp số này thì nó sẽ theo một khớp lối cho anh em nhé. Đấy. Anh em mua thì tặng kèm theo một khớp lối, cả cái số 2 tầng này cũng vậy thôi. Anh em mua theo thì tặng theo một khớp lối đây. Đấy. Giá 1 triệu rưỡi anh em nhé. 1 triệu rưỡi. Đấy, còn con hộp số tiến lùi thì giá cũng vậy thôi, 800.000. Tặng theo một khớp lối, giá bao ship luôn cho tất cả anh em. Đây, con hơi 150 nha anh em nhé, LF 150 này. Đấy, con này giờ bên em bán 6 triệu anh em nhé, 6 triệu đồng. Đấy, rồi. Các clip em quay sơ qua đây, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với em số điện thoại nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé, rồi chào tất cả anh em.